Cũng trong sáng nay, huyện Mường Lát đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 2 năm 2024-2025. Ngay sau khi tiếp thu chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, huyện Mường Lát đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phương án, triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Sau 5 tháng triển khai, đến nay huyện đã nhận được sự ủng hộ của 23 đơn vị tổ chức cá nhân với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Đồng thời, hoàn thành việc rà soát hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Trong thời gian tới, huyện Mường Lát tiếp tục kêu gọi vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chung tay góp sức, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ, giúp đỡ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở của địa phương.